À, bây giờ dọn quần áo, chọn quần áo xong rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy quà nhé. À, xin mời mọi người lại đây, à, đứng dọn lại đây để chúng ta bắt đầu chúng ta lấy quà. Hai bác sĩ đàn ông cháu phải cái cọc tiền tới phía sau này rồi là phải cả giáo đây rồi đó, à cho cả giáo xe hàng đó, cho cả giáo xe hàng thôi, cho cái cọc tiền và lấy từ mua tao lúc đó tiền, đi về cho nhận quà tại tiền, nhận tao này tiền được một chén rồi. Xe xếp hàng đây ạ. Xe hàng ở đây. Phải chờ cả giờ này. À, thưa bà con, hôm nay Caritas của tòa giám mục Thanh Hóa và giáo phận Thanh Hóa đến thăm hai bản, đó là bản Cá Giáng và Cánh Cầu của xã Trung Lý, được mở lát của Thanh Hóa. Đa số đồng bào của chúng ta sống ở trong hai cái bản này đó là những người dân tộc Hơ Mông, cuộc sống của chúng ta rất là khó khăn. Và chúng tôi muốn đem quà đến tận bản của mình, nhưng mà bởi vì phải qua một con sông, qua một cái đò cho nên là không có thể đưa quà vào trong bản được, thì rất là cảm ơn bà con đã lặn lội đến đây để đi nhận quà ngày hôm nay nhé. Quà ngày hôm nay của chúng ta thì nãy giờ thì chúng ta có được ăn kẹo này, chúng ta đã chọn quần áo này, và bây giờ cái quà của chúng ta còn lại đó là mỗi gia đình sẽ nhận được một thùng mì này, một gói quà, thì trong quả đó thì có miếng con ngựa thứ, rồi đây là quần áo mới, mỗi người sẽ, mỗi gia đình sẽ có một phần quần áo mới, với lại một cái phong bì, mỗi gia đình sẽ có một cái phong bì. Trong đây có nhia, chúng ta có thích nhia không? Có ai cũng thích nhia hết mình. Ai thích nhia giơ tay lên. Đây quần áo mới, đây là đưa từ trong miền Nam ra đúng không? Của ai quần áo mới? À tôi mất cầu trang. Cái bộ sơ phải đẹp, một vị ân nhân bạn của sơ nhé, họ gửi lại cho tất cả những người ở trong mường, ở trong cái khu này những bộ quần áo thật là mới, họ để đem đến cho các bé mới xuất khẩu chưa có bán, chưa có mở ra. Ok rồi, tôi xin thân thật cảm ơn như chị với tôi ở mức đặc biệt ở bên trường như sự quần áo của con mà tất cả mọi người cũng trẻ được thấy trên bộ quần áo mới để con được đồng hành với các bạn. Rồi như chúng ta biết, Nhia tức là tiếng Mông, Nhia là tiền, thì mỗi gia đình sẽ nhận được một cái phong bì, và trong phong bì này là sẽ có 300.000 đồng nhé, 300.000 nhé, 300.000 Nhia ở trong cái phong bì này là mỗi gia đình nhé, cùng với lại quà nữa, thì mỗi phần quà của chúng ta ngày hôm nay đó là 500.000 đồng nhé, 500.000 đồng. Đây là cái số tiền mà các ân nhân của Caritas Thanh Hóa ở trong nước cũng như ở hải ngoại, ở tất cả mọi nơi gửi đến cho Caritas Thanh Hóa, và Caritas Thanh Hóa đem đến đây để trao cho bà con nhé. Rồi xin hết lòng cảm ơn tất cả các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã thương giúp đỡ để chúng tôi có những phần quà này để đem đến để trao cho bà con. Một tràng pháo tay để cảm ơn nha. Tôi là người già làm ở chú khu bản Cá Giáng, bà xin nhận quà hôm nay. Thì tôi cũng cảm ơn cho cha thường và tất cả các hoàng thánh của nhà thờ mà đã có tấm lòng để quan tâm bà con ở Cá Giáng Kinh Cộng, thì đã chia sẻ về tấm lòng làm từ thiện cho bà con Cá Giáng Kinh Cộng. Thì hôm nay bà con sẽ được nhận quà rất là mà dù ít hay nhiều là trong tấm lòng thì rất là lớn lớn lao. Thì
tôi thay mặt cho bà con thì rất là cảm ơn nhà thờ bà cha và tất cả mọi người như là Việt Nam hay nước ngoài đóng góp vào cho hai bản chúng tôi thì rất là cảm ơn rất là nhiều. Thì sẽ cầu nguyện cho tất cả các cha và các Việt Nam hay là nước ngoài cũng cầu nguyện cho hai làm này để có nhiều lần làm như lần này nữa để đó ở cho bà con và để đỡ khổ. Nên tôi xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ cầu nguyện để làm sao để có nhiều càng ngày càng có nhiều ân nhân để giúp đỡ để chúng ta có nhiều lần nữa chúng ta được đi nhận quà giống như ngày hôm nay nhá. Chúng ta có muốn vậy không? Muốn vậy thì một tràng pháo tay nữa để chúng ta cầu xin Chúa để gửi ân nhân đến cho chúng ta. Và bây giờ thì xin mời trưởng bản sẽ đọc tên từng gia đình thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta nhận quà.
Vâng, ăn chưa này? Chưa. Đấy rồi, chưa. Vâng, ăn chưa? Ăn chưa đây anh? Đấy, thầy. Nhìn đây thầy. Đâu á, chịu? Lấy mưa rồi á. Này, ăn tía hả? Đâu á, chính? Chính đâu? Rồi. Thì phá đây. Bà này. Bà ba nhá. Đúng rồi, có cầm được không? Cầm được. Khéo. Dạ. Báo đâu? Thằng báo. Báo cầm được là ôm lên. Tay bị ấy. Ôi, xíu ấy. Cho bước cho ông nhá. Trước tay, tay bị trước tay. Bị tay biến rồi hay là vì sao? Cảm ơn các anh nhân nhé, gửi tiền về cho ca tết Thanh Hóa để phát cho bà con nhé. Bà con ai cũng thích tiền, ai cũng thích tiền nhá. Đây là 300.000 nhá. Dạ, nó đi đây bà. Dạ, nó đi. Này à. Rồi, lắm quà nhá, nhiều quà. Có chứ đâu? Giang Hello. Đây lấy thay vào xì đi. Đây còn nhé. Vâng ạ cô.
Cô mua xin lại làm sao? Lấy họ hay sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vàng Nga đua. Vàng Nga đua. Vàng Nga đua. Vàng Chí Minh. Chí Minh đâu? Vàng Chí Minh. Và dạng này Đồng Tiêu Trì. Đồng Tiêu Trì. Đồng Áo Thay. 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 Rồi, đợi bán nha. Nhà xấu đứa con trai. Cảm ơn nha. Ôi chụp nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Có cái tóc làm màu mô thế. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rằng A Ố. Rằng A Ố. A Hai. Rằng A Con. Con gái. Con gái. Rằng A Con. Thằng con đấy chị mua thầy à? Con đâu? Rằng A Con. Học tiếp đi anh ơi. Sùng Hoa Sinh. Sùng Hoa Sinh. Sùng Hoa Sinh. Hai người cố lên nhở. Sùng Hoa Sinh ấy. Sùng Hoa Hồng. Sùng Hoa Hồng. Hoa Hồng. Địa bàn. Nhân Thay. Mẹ đẻ. Sùng Hoa Lễ. Vàng A Hoa đây con đặc biệt cho con cá mới đẻ. Đồng A Lũ. Đây là cho vợ con. Đồng A Tia. Đồng A Tia. Cho bà béo lên này. Thôi đây cho bà có đẹp đẹp. Đây cho bà có đẹp. Hàng A Mã. Cảm ơn các con. Hàng A Mã. Cảm ơn, cảm ơn. Đây.
Chỗ cũ này. Không có tiền. Tôi đồng nhóc ký. Cảm ơn cảm ơn trợ ký này. Cảm ơn trợ ký. Cảm ơn bác nhân. Giáo sĩ Đà Nam. Tên gì? Tên gì á? Tên gì? Con tên gì? Không biết tiếng Kinh rồi. Tên gì á bà? Ừ. À, cháu của bà á? Nó tên gì? Tên? Tên hả? Ừ. Tên là Sông Thị Tao. Sông Thị Tao. Ừ, Sông Thị Tao. Sông Thị Tao. Ồ, bà này cháu biết tiếng Trung nha. Ừ, rồi, Sông Thị Tao nhá. Hôm nay được đi nhận quà này, được kẹo này, được quần áo này, được cá một bịch quà đó. Ôi, thích nha. Sông Thị Tao. Sông Thị Tao nhá. Còn bà tên gì? Bà tên là Giang Thị Duyên. Giang Thị Duyên. Cánh Cọng. Ừ, cá rắn. Ở Cánh Cọng à? Cánh Cọng. Cánh Cọng. Ừ, bây giờ đến Cánh Cọng nhá. Bà bị gãy lưng nha. Bà bị gãy lưng mà không có đi làm cái gì được. Rồi bây giờ bà lên nhận quà nhá. Chào con nhá. Con tên gì? Con tên Dũng. Tên Dũng? Vâng. Cái gì Dũng? Rằng là Dũng. Rằng là Dũng. Nhưng sao con? À, tí nữa con nhận thay của anh Xúa được không? Anh Xúa không ở nhà. Được. Con nhận thay cho anh nhá. Anh bị ốm à? Anh đi làm. Anh đi làm hả? Ừ, được. Lấy quà được chưa? Lấy rồi. Thế mời những ai thuộc bản Cánh Cọng xếp hàng ạ, chúng ta chuẩn bị nhận quà. Cánh Cọng đứng đây để lấy quà nhá. Cánh Cọng nào, bản Cánh Cọng. Đợi máy bây giờ mới đến Cánh Cọng đây. Bây giờ mới xong bản ca giáng. Thôi ra ba nào. Thôi ra ba. Y sinh cho ba bác thầy. Múa kìa. Múa kìa. Múa kìa. Múa kìa. Ở đâu rồi, không nào khoảng. Tiếp tục đi anh ơi. Huy đọc đi Huy. Thao thì mái. Thao thì mái đâu? Thao thì mái. Mái. Ơ trồ. Sùng Anna. Sùng Anna đâu? Sùng Anna Sánh. Giang Thị Pai nào. Giang Thị Pai. Giang Thị Pai đâu? Pai. Sai. Lấy con bé cho áo bẻ nhé. Bồ thì dưa. Bồ thì sau. Còn anh đọc luôn đi. Sau thế nào? Bồ thì sau thế nào? Tiếp đi anh ô. Sau rồi. Vàng A Thua.
chua lên đi. Vàng hoa chua. Đọc cái tên ai người đó kiếm lên. Chua đâu? Đây. Chua lên áp bó. Bà nha. Vàng áp bó. Từ từ đi. Có đâu? Có nha. Xong cái dế chuẩn bị nhá. Không phải dế đâu. Không, đây là một... Ô, chú ô, nhìn nó ô, dế này đi. Còn kia, dế đâu? Nhìn nhìn tiếng gà là... Gà mà. Ở đây, ở đây. Ai em nhận là đọc kệ thôi. Là dế là được. Chờ mua chút chơi. Vàng lờ. Nó lờ đâu? Đây rồi. Vàng lờ. Đây rồi. Vàng chị pa. Chị pa đâu? Chị pa. Vàng chị pa. Đây rồi. Vàng lờ chúa. Ở chúa đâu? Vàng lờ chúa chị ơ. Vàng lờ chúa. Vàng lờ chúa. Wow, 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 wow. Ở đây rồi, đây rồi. Tiếp đi. Ô này. Nhân nhân nó quá. Đang xì đâu? Đây rồi. Đang xì nha. Đang chính. Đây rồi. Đang A Chu. A Chu đâu? Đang A Chu B. Đang A Chu. Đây rồi. Chu B. Tiếp đi. Đang A Cá. Cá gì đây? Cá rô, cá rô. Đang A Cua. Cá rô, cá suối. Cá cánh. Vàng á tùa A. Tùa A. Mì tôm kia còn một đáy trong thùng kìa. Đây rồi. Đáy trong thùng. Đây. Tùa A đúng không? Chúa. Vàng á. Chúa gì? Vàng á tùa A. Chúa B, chúa B. Chúa B đây. Chúa B. Vàng á chúa B. Chúa B đây. Đây rồi. Lấy thầy đúng không? Vàng á vàng. Vàng đây. Vàng á vàng. Vàng vàng vàng. Đâu hả? Vàng này không? Vàng chú mó. Vàng á tải. Vàng á tải. Á tải đâu? Vàng á tú. Á tú đâu? Vàng á tú. Có tú đâu? Vàng á tú à. Tú à đây rồi. Vàng á tú. Vàng á tú. Có bó là mút thêm. Nú lấy tay à? Và lấy tay thôi. Đang ăn nú. Đang ăn nú. Nú đâu? Đây rồi. Đây là con nhé. Con nhé. Đang ăn chù. Đang ăn chù. Ăn chù nhanh nhỉ? Đây rồi. Ăn chù nhìn ngon cơm đây. Có ác cua. Mở ra cua. Rồi, cảm ơn em nhé. Ờ, chống bư. Ờ, chống bư. Ờ, chống bư. Ờ, chống bư. Lý Thị Lia. Lý Thị Lia đâu? Lý Thị Lia. Lý Thị Lia. Đang đi sau. Sau đâu? Đang đi sau. Của đi xua. Cứ được gì. Con gì? Vàng áp báo.
tên gì? Bây giờ còn ai chưa có tên? Thank you.
Quan à? Không có tên đúng không? Sau khi xua giang á sáu nè. Đấy mà chưa thấy tên mình. Chỗ này chưa? Chỗ này chưa? Giang á tổ A, B, tổ B đây. Giang á D. lấy đi rồi, xin hết lòng cảm ơn các ân nhân của Cà Tát Sánh Hóa đã hỗ trợ để chúng tôi có những cái phần quà này để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả. Xin hãy tiếp tục yêu thương và sẻ chia cho những người nghèo khổ. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.